Chị Phương Liên xin chào tất cả các em. Các em yêu quý, giáo dục kỹ năng sống đang trở thành một nhiệm vụ quan trọng đối với các nhà trường, đặc biệt là các trường mầm non. Phương pháp dạy kỹ năng sống không chỉ giúp trẻ tự biết chăm sóc và bảo vệ bản thân, tránh khỏi những nguy hiểm có thể xảy ra, mà còn giúp trẻ có cơ hội phát triển nhân cách đầy đủ và đúng hướng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng ghé thăm trường mầm non song ngữ Victory Nga Sơn để tìm hiểu về những phương pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ ở đây nhé. Hiện nay, nhiều trường mầm non thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa để rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ. Các buổi hoạt động ngoại khóa mang lại cho các bé môi trường năng động với nhiều điều kiện để phát triển bản thân. Chính nhờ các hoạt động ngoại khóa mà bé có thêm cơ hội phát triển trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo và sự nhanh nhẹn, nhạy bén của mình. Với lứa tuổi mầm non, việc dạy trẻ những kỹ năng sống là vô cùng cần thiết, bởi trong giai đoạn này, trẻ sẽ dễ dàng tiếp thu mọi thứ hiệu quả nhất. Tại trường mầm non Victory, ngoài việc học các môn văn hóa, các bạn nhỏ cũng được rèn luyện về tư duy, các bộ môn nghệ thuật và những kỹ năng cần thiết. Những kỹ năng này luôn được gắn liền với các việc làm, tình huống cụ thể. Các bạn nhỏ được rèn luyện kỹ năng thoát hiểm khi bị bỏ quên trên xe ô tô. Các bạn ấy rất thích thú với những tiết học như vậy vì vừa được vui chơi lại vừa có thêm nhiều kiến thức để bảo vệ mình đấy. Rồi được tự do sáng tạo trên những giá vẽ. Những bàn tay xinh xinh nắn nót từng nét vẽ trong sáng. Các bạn ấy thoải mái dùng cả bàn tay chơi đùa cùng những sắc màu nữa kìa. Ôi, những nét vẽ ấy trông thật đáng yêu làm sao. Và cùng hòa mình vào những nốt nhạc tinh nghịch, các cô cậu bé đang đắm chìm trong những bài hát tiếng Anh đấy các em ạ. Trong các chương trình dạy học của nhà trường thì cái việc đào tạo kỹ năng sống cho trẻ nó là cái nhiệm vụ được xác định là nhiệm vụ trọng điểm của nhà trường. Bởi vì nhà trường mong muốn là các con khi trưởng thành sẽ được bổ túc những kỹ năng cần thiết, bản lĩnh và tự tin để có thể trở thành một công dân toàn cầu thế hệ mới. Bé học được gần một năm nhưng mà chị thấy bé phát huy về kỹ năng sống, biết thương người, biết thương bạn bè và đồng cảm và nhiều kỹ năng kỹ thuật trong trường dạy rất là tốt cho bé. Gia đình tạo cho các cháu là cho cháu là được đi giao lưu này, đi học hỏi này, đi trải nghiệm sống này, được đi diễn các tour thời trang này, rồi được đi lên các khu vực đồng bào để cho cháu trải nghiệm cuộc sống để cho cháu sau này nó sẽ có một kỹ năng sống để trải nghiệm tốt hơn. Hàng năm cứ mỗi độ xuân về, trường mầm non song ngữ Victory Nga Sơn lại tổ chức hội chợ xuân. Năm nay với chủ đề Tết vùng cao xuân yêu thương,
Các bạn nhỏ cùng bố mẹ, anh chị thiết kế những chiếc lều trại mang hương sắc mùa xuân của đồng bào dân tộc trên khắp cả nước. Các bạn nhỏ nơi đây được khám phá đặc sản của các vùng miền dân tộc. Ai cũng náo nức, hân hoan cho ngày hội xuân vui. Bên cạnh việc tổ chức không gian vui chơi cho các bạn nhỏ, hội chợ xuân còn có ý nghĩa gây quỹ từ thiện để các bé các lớp biết sẻ chia, yêu thương, đùm bọc những hoàn cảnh khó khăn hơn. Thông qua những cái bài học dạy kỹ năng thì nhà trường luôn luôn lồng ghép những cái bài học về đạo đức, trí tuệ và nghị lực để giúp cho các con sau này sẽ thực sự là làm chủ được cái hành vi của mình và làm chủ cái tương lai của mình. Vậy là lễ hội xuân đã bắt đầu rồi đấy. Chúng ta cùng hòa mình vào không khí này các em nhé. Với mỗi lớp theo từng lứa tuổi, các bạn nhỏ được trải nghiệm những hoạt động khác nhau. Nhóm lớp 3 tuổi, các bạn ấy được hòa mình trong giai điệu vui tươi của những bài hát xuân. Mặc dù chưa thuộc hết những điệu nhảy, nhưng bạn nào cũng thật vui. Lần đầu tiên được chinh phục một sân khấu to như vậy, các bạn nhỏ sẽ được rèn luyện sự tự tin đứng trước đám đông đấy các em ạ. Thướt tha trong tà áo dài rực rỡ chính là các bạn nhỏ lớp 4 đến 5 tuổi. Câu lạc bộ người mẫu nhí của trường đã bắt đầu được thành lập từ niềm đam mê của các em đấy. Thông qua những hoạt động thường nhật, nhà trường nắm bắt được những năng khiếu, sở thích để các em có thể phát triển toàn diện với niềm đam mê của mình hơn. Với nhóm lớp 5 tuổi, được thi gói bánh chưng nhờ sự giúp đỡ của ông bà bố mẹ. Dưới bàn tay khéo léo cùng sự giúp đỡ của phụ huynh, những chiếc bánh vuông vức, xinh xinh đang được hoàn thành rồi. Qua trải nghiệm lần này, các bạn nhỏ sẽ hiểu làm thế nào để có được một chiếc bánh chưng thơm ngon đến như vậy. Chúng ta hãy cùng ghé thăm các gian hàng để xem có điều gì thú vị nhé! Lễ hội xuân ở nơi đây thật vui phải không các em? Con thấy không khí hôm nay rất là vui và nhộn nhịp và con rất là vui khi được tham gia chương trình này. Con rất thích không khí ở nơi đây, ở đây rất là đẹp. Các em yêu quý, các bạn nhỏ trường mầm non Victory rất hào hứng cho những buổi học vừa rồi đấy. Chị Phương Liên hy vọng rằng những trải nghiệm này sẽ giúp các bé nhận thấy ý nghĩa thiết thực của việc làm. Từ đó, trẻ sẽ chủ động vận dụng các kỹ năng cần thiết vào từng tình huống cụ thể trong cuộc sống. Đến đây, thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Chị Phương Liên xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.